Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sinray Việt Nam. Hôm nay kênh Sinray Việt Nam lại gặp lại các bạn và chúng ta sẽ làm một cái video cho các bạn thấy được rằng một cái sản phẩm mà bên mình hoàn thiện đến tay khách hàng thì nó sẽ có những cái khuyến mại gì, nó sẽ có những cái gì thêm ngoài một chiếc xe khi được giao tới tay khách hàng. Trước mắt các bạn là một cái sản phẩm Domain X30 phiên bản 2 chỗ màu trắng sữa. Thì cái sản phẩm này bên mình hôm nay cũng sẽ giao tới tay khách hàng. Các bạn có thể nhìn thấy là cái biển số bên mình đã bắt sẵn rồi này. Đó, cái biển số bên mình đã bắt sẵn và sẽ giao cho khách trong ngày hôm nay. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy đăng kiểm, cái tem đăng kiểm cũng đã được làm hoàn thiện rồi. Đó, chúng ta sẽ thấy được các cái market mà bên mình thực hiện cho khách. Đây là một cái chiếc xe của cái đơn vị là Home Farm, họ bán các cái thực phẩm cao cấp cho các cái đơn vị như là siêu thị hay là nhà hàng. Ở đây bên mình cũng đã dán biển thành, biển tròn, vân vân. Thì cái này thì đã hoàn thiện rồi, chỉ giao tới tay khách hàng thôi. Thì hôm nay kênh Sinray Việt Nam sẽ cho các bạn thấy được cái sản phẩm này nó được khuyến mại những cái gì để tới tay khách hàng mà khách hàng chỉ việc sử dụng thôi. Thì mình sẽ cho các bạn xem. Trước tiên thì các bạn, mình sẽ đi một vòng để các bạn có thể nhìn cái sản phẩm này, một cái nhìn cận cảnh của cái sản phẩm này thì nó có xem nó có khác gì nhiều so với những sản phẩm Domain X30 V2 khác mà mình đã từng bán không nhá. Đây các bạn sẽ thấy này, sản phẩm có một màu trắng sữa rất là đẹp, nó giống như tất cả các chiếc Domain X30 khác thôi. Chúng ta vẫn có một cái ngoại thất nó giống một chiếc xe con như thế này, đèn Fabi Salon, khe lấy gió giống như các cái xe của BMW, đèn bật tất tật mọi thứ vẫn giống nhau thôi. Xin lỗi các bạn là giờ hôm nay nó đang mưa nên là mình cũng sẽ chỉ đi qua những cái ngoại thất khá là quá là quen thuộc với các bạn rồi. Gương, tay nắm cửa mạ chrome. Ở đây thì cái điều đầu tiên này, cái sản phẩm này thì bên mình cũng hỗ trợ cho khách hàng là lắp bộ camera lùi, camera hành trình. Để nhìn được cái sản phẩm đó thì chúng ta sẽ phải cú xuống như này. Các bạn sẽ nhìn thấy đây, đây chính là cái bộ cam lùi và cam hành trình của sản phẩm này. Rồi mình sẽ mở cái lắp ra cho các bạn xem nó có gì khác biệt không nhé. Các bạn đã nhìn thấy một cái điểm khác biệt chưa? Thì mặc định là các cái xe Domain X30 của nhà máy sản xuất ra thì nó sẽ không có cái tấm chắn điều hòa này. Thì cái sản phẩm này tại vì khách hàng muốn ngăn cái khoang nội thất và cái khoang chở hàng đằng sau để cho cái điều hòa nó làm mát được nhanh hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, khách hàng yêu cầu rằng làm cái tấm chắn điều hòa như này, tấm chắn điều hòa, và ở giữa cái tấm chắn điều hòa các bạn sẽ nhìn thấy một lớp nhựa mỏng, là chính là lớp mica trong để khách hàng có thể nhìn xuống quan sát được những cái lượng hàng hóa mà họ chở đằng sau như này. Đấy thì đây là một trong những cái tùy chọn của khách hàng mà bên mình có khuyến mãi. Để mình sẽ đóng lại. Tiếp theo chúng ta sẽ vào cái khoang nội thất bên trong. Ok, ngoài trời mưa to quá, các bạn sẽ thấy là đây là một cái màn hình cam lùi. Đó, màn hình cam lùi. Ngoài ra thì cái sản phẩm này thì mình cũng sẽ hỗ trợ cái nó sạc. Chúng ta sẽ vẫn có một cái sản phẩm Domain X30 giống hầu hết những cái phiên bản X30 của đơn vị khác họ bán, máy già chỉ như này thôi, bộ lăng ba chấu rất là hiện đại, giống như chiếc xe con. Chúng ta sẽ có đài FM, rắc USB đây. Quay ở trên điện thoại này các bạn thấy nó hơi khó nhìn, nhưng mà ngoài chúng ta sẽ nhìn rất là dễ nhìn, to, màn hình nó
nó vừa đủ chúng ta nhìn quan sát. Thì đây là một trong những cái tùy chọn, một trong những cái thứ mà bên mình hỗ trợ khách hàng ngay từ đầu, có thể là được trang bị đầy đủ cho chiếc xe vận hành trên đường. Thì bây giờ mình sẽ ra ngoài. Như vậy là mình đã làm xong một cái video cho các bạn thấy được rằng một cái sản phẩm Dongfeng X30 khi tới tay khách hàng thì nó sẽ có những cái tùy chọn gì đối với những cái gara mà họ có những cái khuyến mại như vậy. Thì mọi ý kiến đóng góp thì các bạn có thể để lại comment ở phía dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.